Cáo mượn oai hùng. Nước Sở, thế kỷ 9 trước công nguyên. Thời Chiến Quốc, vua Sở Tuyên Vương trọng dụng Lệnh Doãn, tể tướng Chiêu Hề Tuất đi thảo phạt các sứ quân phương Bắc. Danh tiếng của Tuất lan rộng và các lãnh chúa đều khiếp sợ ông ta. Hãy xem Chiêu Hề Tuất ta đây, các ngươi dám làm trái lệnh ta sao? Các ngươi sẽ phải trả giá. Đại tướng Vạn Tuế! Đại tướng Vạn Tuế! Đại tướng Vạn Tuế! Thưa đại tướng, đây là tên lãnh chúa cầm đầu. Còn chờ gì mà không quỳ xuống trước mặt đại tướng Chiêu Hề Tuất? Ngươi có gì để nói không? Ta cho ngươi nói nốt những câu cuối cùng. Chiêu Hề Tuất, ngươi đừng tưởng mình là Lệnh Doãn, là tể tướng to nhất triều đình mà một tay che trời. Sở Tuyên Vương có biết những chuyện đổ máu ngươi bày ra không? Người nói bệ hạ có biết ta làm những chuyện này hay không ấy hả? Ta làm những điều này là vì bệ hạ, vì triều đình. Bệ hạ sẽ vỗ tay tán thưởng cho ta mà thôi. Các ngươi là những ung nhọt của nước Sở, ta cần phải tiêu diệt hết. Ta phỉ nhổ vào mặt ngươi, Chiêu Hề Tuất. Ta biết thừa ngươi chỉ muốn vương qua diễu võ vì lợi ích của ngươi mà thôi. Ngươi gây nên cảnh giết chóc để người đời khiếp sợ, lại nghĩ điều ấy là uy nghiêm. Kẻ hèn cả nể tấn công trước Sở Tuyên Vương, rồi có ngày Sở Tuyên Vương phải trắng mắt ra. Người nói nhiều quá rồi đấy. Sứ quân phương Bắc nào dám có lòng phản lại ta, tức là phản lại nước Sở, cũng sẽ phải nhận cái kết tương tự. Biết điều mà ngoan ngoãn vâng lời, hiểu chuyện mà biết nên cúi đầu trước ai. Chúng thần xin vâng lời đại tướng, tuyệt nhiên không dám trái bổn phận. Nào các ái khanh, hãy nâng ly để chúc mừng cho sự có mặt của tể tướng Chiêu Hề Tuất ngày hôm nay. Chúc mừng tể tướng trở về quân cung. Thật lố bịch, sao lại phải mời rượu một kẻ ngang tàn như vậy? Ai chẳng biết hắn ta đang lạm dụng quyền lực để giết chóc trên biên giới phía Bắc, khiến lòng dân phẫn nộ điên cuồng. Hắn xứng đáng được chào đón sao? Quan đại phu Giang Ức, xem ra hôm nay bụng dạ ngài không tốt nhỉ. Nãy giờ tôi thấy ngài chẳng nở một nụ cười, đến một ly rượu cũng chẳng buồn nâng chén. Đa tạ tể tướng đã mất thời gian tỏ ý quan tâm. Tôi hơi nhức đầu, có lẽ xin thất lễ, không thể uống rượu mừng cùng ngài. Thôi nào các khanh, chẳng mấy khi triều đình ta có dịp tề tựu đông đủ thế này. Hãy tập trung vào chuyện chính hôm nay đi. Chiêu Hề Tuất, ta trọng dụng khanh đi thảo phạt các sứ quân phương Bắc. Nay khanh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ta phải thưởng cho khanh. Bẩm bệ hạ, nhiệm vụ mà người giao cho, Hề Tuất quả thực không dám sao lãng. Tể tướng à, tôi nghe nói các sứ quân phương Bắc sợ ngài như sợ cọp có phải không? Ngài cứ khéo đùa, tôi đâu có dám vậy. Hình ảnh con cọp chỉ được dùng để dành cho bệ hạ mà thôi. Chiêu Hề Tuất không những có tài lãnh đạo mà còn rất biết ăn nói. Tên Giang Ức hôm nay thật là to gan, dám coi thường ta trước mặt bệ hạ. Nghe ta bảo này, nguy rồi, tượng ngọc con hổ quý giá của bệ hạ đã bị mất rồi. Các ngươi đã tìm kỹ chưa? Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật một bức tượng lại bị mất tích chứ? Chúng thần đã tìm rất kỹ ạ, thưa Giang đại phu. Bức tượng ấy cũng không quá nhỏ, không hiểu sao lại biến mất một cách kỳ lạ. Thật quan đường, có kẻ nào to gan dám ngang nhiên trộm cướp ở hoàng cung? Chúng ăn gan hùm rồi hay sao? Bẩm bệ hạ, hắn còn to gan hơn nữa là trộm cướp ngay trước mũi quan đại phu Giang Ức. Thần nghe nói lúc tượng ngọc bị mất là lúc Giang Ức đang có mặt ở khu vực đó. Tên trộm này đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Tên Chiêu Hề Tuất này là giở trò gì với ta đây?
Đúng rồi, tại sao sự việc xảy ra mà Khanh không biết gì cơ chứ? Khanh vốn là người tinh ý kia mà. Để xảy ra vụ trộm cắp này, Khanh cũng phải chịu trách nhiệm lớn đấy. Vậy là tội của Giang Ức không nhỏ đâu. Đây chẳng khác nào là tiếp tay cho kẻ trộm, thưa bệ hạ. Thần là tể tướng của triều đình, thần mạn phép kính xin bệ hạ trừng phạt Giang Ức thật nặng, bãi truất chức vị, không tha. Cứ làm theo lời tể tướng đi. Bệ hạ, thần quả thực có ba đầu sáu tay, cũng không thể biết bức tượng ngọc ấy đã bị ai lấy và lấy như thế nào. Thậm chí thần còn chưa từng nhìn thấy nó. Xin bệ hạ suy xét. Giang Ức, nhà ngươi đừng già mồm nữa. Dù ngươi không lấy, nhưng rõ là ngươi có tội để cho trộm đạo hoành hành rồi. Làm tốt lắm, gạt bỏ được cái gai trong mắt ta rồi. Mau thủ tiêu bức tượng ấy đi. Thơ lệnh Doãn, ngài yên tâm, con đã thả chôn vùi nó dưới đáy sông Dương Tử rồi. Nước cờ này Giang Ức sao lường trước được. Cứ ném đá dấu tay, mượn cái quy của bệ hạ mà hành động. Ngươi nên nhớ, chính ngươi là kẻ trộm tượng chứ không phải ta. Còn bếp xếp, ta giết không tha. Bẩm, con nhớ rồi ạ. Giang Ức ơi là Giang Ức, con để yên cho Chiêu Hề Tuất lộng hành, đổ tội vô lý cho con như vậy sao? Vậy mẹ bảo con phải làm sao? Hắn ta luôn dùng cái bóng của bệ hạ để hành sự, người khác khó mà khiến bệ hạ tỉnh ngộ được. Nhưng con không thể cứ ngậm đắng nuốt cay thế này. Con nghĩ kỹ rồi, con không thể làm to chuyện. Thế lực của Chiêu Hề Tuất ở phương Bắc hiện không phải dạng vừa. Chuyện bức tượng, nếu càng truy cứu thêm sẽ càng phức tạp và khiến thêm mạng người phải đổ máu. Không cần thiết phải xoáy vào nó nữa, chi bằng đấu lại hắn bằng trí mà thôi. Chúng ta phải dùng kế gậy ông đập lưng ông. Mẹ là mẹ của con, đã không thể chịu được khi con mình bị xét tội vô lý. Huống chi mẹ cũng còn là một thần dân nước Sở. Chiêu Hề Tuất lỏng quyền bấy lâu nay, mẹ cũng thấy chướng tai gai mắt. Nếu có cách gì để dằn mặt hắn, mẹ cũng quyết làm. Con đang tính cái này, mẹ xem có được không? Cách gì? Con mau nói đi. Vãi đây rồi, mẹ sẽ vào hoàng cung gặp bệ hạ. Tuy rằng không phải ai cũng tùy tiện gặp được bệ hạ, nhưng con đành nhờ cả vào tài ăn nói của mẹ. Đáng lẽ ra ta sẽ không gặp riêng thường dân, nhưng vì bà là mẫu thân của cựu đại thần Giang Ức, lại còn tha thiết quỳ cả nửa ngày cầu khiến, ắt hẳn có điều muốn nói, nên ta cho bà một ngoại lệ. Bẩm bệ hạ, dân nữ tôi bị mất 64 thước vải, chắc chắn do tể tướng Chiêu Hề Tuất ăn trộm. Này bà kia, bà dám vu khống cho tể tướng sao? Tôi có quen biết gì bà mà biết bà có 64 thước vải để ăn trộm chứ? Chiêu Hề Tuất, ngươi cứ bình tĩnh, đây chỉ là một phụ nữ yếu đuối, không nên quát nạt. Nếu như thực sự là tể tướng ăn trộm, quả nhân sẽ không vì địa vị của tể tướng mà không thi hành theo pháp luật triều đình. Nếu như không phải tể tướng ăn trộm mà bà vu cáo, thì nước Sở cũng có pháp luật nghiêm minh. Bẩm, không phải tể tướng đích thân ăn trộm mà sai người đi ăn trộm. Càng nói càng thấy vô lý, điên rồi. Bệ hạ, đừng nghe người phụ nữ điên này nói sằng ạ. Người đâu, mau đem bà già này nhốt vào ngục cho ta. Tể tướng, sao ngài lại vội vàng như vậy? Cứ để bà ta nói chuyện xem đầu đuôi thế nào. Việc nhốt người là việc của ta, sao ngươi lại trèo lên ra lệnh thay vua vậy? Thần không dám. Bà nói đi, tể tướng sao lại sai người đi ăn trộm? Ngày xưa Tôn Thúc Ngao làm tể tướng, trên đường không có người nhặt đồ đánh rơi, cửa nhà không cần đóng, cũng không có trộm cướp xuất hiện. Tể tướng Chiêu Hề Tuất hiện nay cai quản đất nước, tai mắt không tin, trộm cướp ngang nhiên hoành hành,
cho nên mới gây ra vụ trộm cắp, lấy trộm vải của hạ dân. Như vậy có khác nào là gián tiếp sai người đi trộm cắp? Tể tướng ở trong triều, còn nạn trộm cắp thì ở trong dân gian. Không biết tể tướng có tội gì? Bà nói như vậy chẳng phải là gián tiếp đổ tội cho tể tướng của ta hay sao? Thưa đại vương, quả thật hạ dân chỉ làm theo những gì mình tai nghe mắt thấy. Dàn ức con trai hạ dân làm quan, có kẻ ăn trộm trong cung nên con trai của hạ dân bị bãi truất. Chẳng nhẽ con trai của hạ dân biết việc này sao? Nhưng cuối cùng con trai hạ dân lại bị bắt tội. Tể tướng là người như thế nào mà có thể không thấy đây là hành vi quá đáng? Ngày xưa Chu Vũ Vương từng nói, nhân dân có lỗi đều do một mình trẫm. Trên không sáng suốt thì dưới không thể cai trị. Tể tướng không hiền minh thì đất nước không thể yên ổn. Xin đại vương hãy cân nhắc kỹ việc này ạ. Bà nói rất hay. Bà không chỉ chê cười tể tướng, cũng là đang chê cười quả nhân. Người đâu, bồi thường giải cho mẹ của Giang ức, ban thưởng cho 200 lạng vàng. Bấm bệ hạ, hạ dân nào phải tham lam tài sản mà mạo phạm đại vương? Chỉ là oan trách cách làm của tể tướng, hạ dân xin phép không nhận đồ được ban tặng. Khá lắm, người mẹ này có trí tuệ như vậy, con trai của bà nhất định không ngu dốt. Ta sẽ phục chức cho Giang ức, bà yên tâm. Bẩm bệ hạ, lệnh bãi truất vừa mới thi hành, sao có thể thu hồi được? Tể tướng, lệnh là của ta ban ra, bây giờ ngươi còn dạy ta cách thu hồi sao? Thần, dạ thần không dám. Này, biết gì chưa? Tể tướng Chiêu Hề Tuất đã quay về phương Bắc rồi đó. Nhẹ cả người, tôi cảm giác như mỗi lần đi qua ông ta đều sợ đến chết đi sống lại. Ông ta quyền lực như vậy, không sợ sao được? Quả thực, có lúc chính ta còn không dám làm trái ý Chiêu Hề Tuất. Hắn ta có sức mạnh như vậy sao? Ta đúng là cần phải kiêng nể ra mặt. Dù biết những gì hắn nói sẽ có lúc vô lý, nhưng cái quy của hắn khiến ta chùng lại, vì hắn đang nắm cả vạn quân trên phương Bắc. Hôm nay không có Chiêu Hề Tuất ở đây, ta muốn hỏi các khanh, Chiêu Hề Tuất chỉ là một kẻ bề tôi. Thế nhưng điều lạ là ai nghe thấy tên Chiêu Hề Tuất cũng phải kinh sợ. Vậy là cớ làm sao? Sao? Không ai dám ra mặt nói gì về tể tướng, kể cả khi ta đã lên tiếng sao? Bẩm bệ hạ, nếu không có ai nói thì thần xin kể một câu chuyện này, không biết bệ hạ có nhã hứng nghe không? Cho phép Giang ức nói. Chuyện kể rằng, con hổ hay bắt các giống thú để ăn thịt. Một hôm, nó bắt được một con cáo. Liệu đó, chớ có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta là sứ giả của trời sai xuống, đứng đầu muôn loài bách thú. Ngươi mà ăn thịt ta là trái mệnh trời, hại đến thân ngay lập tức. Không thể có chuyện đó được. Không tin, để ta đi trước, ngươi theo sau hầu, xem có con thú nào trông thấy ta mà lại không sợ hãi tìm đường trốn cho mau không. Được, ta sẽ theo ngươi đi. Trời, đúng là bách thú đều sợ cáo ta một nhất. Đồ con hổ ngốc nghếch, không biết ta đang dựa vào quai của ngươi đó sao? Thực ra bách thú đều sợ hổ, chứ nào phải sợ cáo. Bệ hạ nay đã có lãnh thổ 5.000 dặm và 100.000 binh sĩ nằm cả trong tay Hề Tuất, nên nhân dân đều sợ hắn. Hãy xem Chiêu Hề Tuất ta đây, các ngươi dám làm trái lệnh ta sao? Các ngươi sẽ phải trả giá. Đại tướng vạn tuế! Đại tướng vạn tuế! Đại tướng vạn tuế! Chiêu Hề Tuất thực ra chỉ là mượn quy của đức vua, chẳng khác gì cáo dựa quy hùm, chỉ đem đi lừa bịp hống hách với kẻ dưới trướng mà thôi.
Hóa ra là vậy. Ta cứ nghĩ Hề Tuất có gì ghê gớm khiến tất cả phải sợ hắn. Có lẽ ta không nên quá dung túng cho hắn nữa. Bẩm, hắn cũng chỉ là loài chồn cáo quỷ quyệt, biết dùng quyền lực của người để lộng hành, lạm quyền để trục lợi mà thôi. Sau nhiều sự việc và sau khi nghe xong câu chuyện của Giang Ất, Sở Tuyền Vương mới tỉnh ngộ. Câu chuyện mà Giang Ất kể chính là sự tích ra đời của câu nói cáo mượn oai hùng, để nói về người dựa vào quyền thế địa vị của người khác mà lên mặt hoặc bắt nạt người cô thế. Bộ phim lấy cảm hứng từ giai thoại lưu truyền về quan đại phu Giang Ất tại nước Sở Trung Quốc thời Chiến Quốc. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!